Đến ngày 25 tháng 7, Long An có 3.695 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.568 ca ghi nhận trong cộng đồng đã được Bộ Y tế cấp mã số và 1.111 ca mắc trong cộng đồng chưa được cấp mã số. Ngoài ra, còn có 16 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Cụ thể, Cần Chuột 1.364 ca, Đức Hòa 761 ca, Bến Lức 720 ca, Cần Đước 371 ca, thành phố Tân An 212 ca, Thủ Thừa 46 ca, Kiến Tường 40 ca, Tân Thạnh 39 ca, Châu Thành 30 ca, Tân Trụ 30 ca, Tân Hưng 19 ca, Đức Huệ 17 ca, Thạnh Quá 16 ca, Mộc Quá 7 ca, Vĩnh Hưng 7 ca. Về tình hình điều trị, có 332 bệnh nhân đã được điều trị khỏi. Ngoài ra, toàn tỉnh có 5.436 người đang cách ly tập trung, 8.442 người cách ly tại nhà, 28 bệnh nhân tử trong.